xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh YouTube của Nấm Bi. Hôm nay thì Nấm Bi, Nguyễn Thị Ngân, Thanh Tâm Thần, Phùng Quyết đang có mặt tại vườn quốc gia Xuân Thủy ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cô chú anh chị. Hôm nay là ngày lễ nên là ở đây rất là đông, cô chú anh chị ơi. Chúng em đang đi cano ra, đang lênh đênh ở giữa cái cửa sông Hồng á, cô chú anh chị. Ở đây là cửa sông Hồng nha. Đấy. Dạ không, đây là cửa sông Hồng, cô chú anh chị. Dạ. Cửa biển đó, cái này là đi ra biển đó. Thường là những người mà không may bị đuối nước hoặc là bị đắm thuyền hay gì đó thì không, cái này là thiệt, thì nó trôi sẽ trôi về đây đó. Nên là khi ngày xưa ba mẹ em mà đi đánh bãi bờ ở đây này, người ta sợ đi đêm lắm, vì đi đêm mà không may khều được á là rất là sợ. Rồi trâu bò này kia nghe, có những cái con nó trương phình lên, thì ở đây là cửa sông, nó sẽ ngược xuôi dòng á là nó về đây không à. Đó, nhiều người cũng ở đây là cũng linh thiêng lắm, khi ra bờ bãi này là phải cúng kiếng, có thờ có thiêng hết đó. Nhưng mà chị thấy đẹp không, cảnh quan rất là đẹp luôn, bờ bãi hai bên đó, phía xa xa là mọi người đang cào vạn kìa, chị thấy không, bắt cua còng còng hết đó. Hai mic. Ở cái biển Hồng Quân đấy là đó, đeo lên cổ. Dạ, đây là lần đầu tiên Ngân được đến đây đúng không? Đúng rồi, lần đầu tiên. Em quê Nam Định nhưng lần đầu tiên em đi vườn quốc gia Giao Thủy. Đeo kính vào gì kỳ á? À? Nhìn quá mắt mắt cười. Đẹp mà. Đó, bây giờ mình sẽ đi, mình đi dạo xong là sao nữa, mình làm gì, hành trình là mình là mình sẽ đi lên bãi nè, có cát, cũng thích thì tắm, không thì chiều mình đi bắt vạng bắt nghêu kìa, chị thấy không, bên xa xa kia người ta đang cào vạng đó, cào vạng con nghêu á, ở ngoài đây gọi là con vạng. Wow, cái này là do một cái thuyền nó đi qua, nó tạo sóng. Ủa vậy là người ta vẫn làm việc ở ngoài đó đúng không? Đúng rồi. Nước rút xuống là người ta sẽ đi nhặt còng còng, đi bắt cá bống này kia đồ á. Các em này, bây giờ chúng ta sẽ lên khu vực là khu vực biển, nơi con sông Hồng chảy về với biển, là điểm quan trọng nhất của rừng quốc gia Xuân Thủy. Và chúng ta sẽ lên trên đảo cát này và chúng ta sẽ có một chuyến trải nghiệm mò ngào rất nhiều. Sau đó tí nữa chúng ta có thể lên con tàu Hậu Phương có mấy con. Tàu là Hậu Phương các em có thể lên được. Và buổi trưa nay anh sẽ sắp cho em một mâm cơm ở trên con tàu, thì các hai con tàu lớn như này. Đây là tàu nhà mình hết, cứ tàu Hồ Phương là nhà tàu nhà mình. Vậy là trưa nay là mình sẽ ăn cơm ở trên tàu luôn. Rồi. Dạ. Và hôm nay khách ở đây, khách du lịch nước ngoài rất là đông luôn, cô chú anh chị ạ. À. Một năm á là thường các năm á là ở bên nước ngoài sẽ gửi rất là nhiều du học sinh mà đang đi thực tập á đến các cái vườn quốc gia ở tại Việt Nam. Tại ở Việt Nam là rất dễ làm việc á, cô chú anh chị. Nên là người ta sẽ sinh sống ở đây 1 đến 2 năm. Và năm nào ở vườn quốc gia này cũng có 4 đến 5 thực tập sinh của người nước ngoài ở đây. Đặc biệt là người New Zealand với lại Úc, cô chú anh chị, với Mỹ là sẽ đến đây. Và bây giờ mình đã đến cái cồn rồi này, cô chú anh chị. Đó. Đây, cho mọi người coi cái quang cảnh ở đây là rất là nhiều thuyền bè nhé, cô chú anh chị ơi. Ngày xưa thì nó không có gì hết, du lịch nó chưa phát triển. Bây giờ thì đã phát triển rồi và bà con cô bác đã biết làm du lịch ở đây rồi. Này chắc tháo giày luôn cơ là. Tháo giày ra, đeo cái đôi dép vừa nãy Nấm Bi đưa cho. Dạ. Tháo cái áo này ra đã. Tính ra gió nó không to, tưởng gió to thì không dám mang dù, mà cuối cùng mình không mang dù thiệt không ạ. Ủa tí mình cũng về cái này à anh? Thuyền to à? Vâng. Vậy thì đâu mượn dép anh được đâu, đang tính mượn anh đôi dép. Nè lấy dép kia đi, đi trên đất cũng được. Em đâu cần đâu, đôi này em ấy cũng bỏ cũng được. Dạ. Giờ thì mình lên rồi. Nguyễn Thị Ngân với lại mọi người thì đang lên sau. Đây mọi người, rất là đông. Anh Quyết chỉ sai quá nha. Đó. Đông lắm nha cô chú anh chị. Phía xa xa là mọi người đang đi nhặt ngao của chú anh chị. Đây để Nấm Bi zoom cho mọi người coi. Đây phía xa xa này của chú anh chị. Đó.
Ủa dạo này á mà zoom á nó hay bị mờ lắm. Dạ đó mọi người thấy không ạ? Ở phía xa là tất cả các bà con cô bác là đang tận dụng cái lúc lúc mà nước nó xuống á là đi nhặt ngao nghêu. Mùa này là ngao nghêu ăn rất là ngon luôn nha cô chú anh chị, mẩy và ngon. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp ạ. Bây giờ mình đi đâu, lên thuyền nào? Thuyền đấy đông vậy hả? À, ăn cơm ở trên đó à? Mà em thấy có nhạc rồi đó. Em thấy là có nhạc rồi đó, thấy có điềm rồi đó. Cái cồn này là cồn cát. À, nấm thì đã mang rất là nhiều đá này, nước ngọt này đây. Canh tâm thần thì đang xách đá với lại nước ngọt và trái cây. Cùng Quyết thì cách xách bộ đồ. Ngân rất là nhẹ nhàng luôn, không có quần què gì hết, chỉ có một đôi giày. Người nhàn rỗi thường sống thành thơi là vậy đó cô chú anh chị. Ở đây, úi dồi ôi. Tàu mình ăn ở bên Hậu Phương này này cho ít người này mọi người. Ừ. Mình ăn ở bên cái Hậu Phương này đi. Nhưng cái này là nó đậu ở đây chứ nó đâu có di chuyển hả? Ờ mình ăn thôi rồi tí nữa nó tí mới đi. Là giờ ăn luôn hả? Ờ chưa rồi. Là giờ lên ăn luôn hả? Bà con cô bác ạ, à, tụi em mới ra đây mà chưa làm gì hết lại làm đây lên ăn rồi. Sáng mới ăn cháo lòng xong giờ đâu? Mới ủa, vừa chưa ăn xong bác đã hỏi là xíu chưa đây ăn gì mới tối nay đã ăn gì rồi. Vậy đây để đồ đấy, con để đồ đó có sao không? Có gì đâu mà có gì đâu mà. Dạ đây Hậu Phương lúc nào cũng vững chắc, chuẩn bị cơm cơm dạ. Nước sẵn sàng. Cái thuyền này là thuyền đây là Hậu Phương. Vậy sao giờ sao này nhanh nè, cất đồ đi rồi mình đi đâu thì đi. Đúng rồi. Nói anh đi, đưa đồ cho anh đi. Không, bảo anh Quyết là túi đỏ là nước ngọt đó mình mang đi. Vậy đưa đây xách túi đỏ. Ừ, còn giày vứt hết lên trên đó đi. Nước ngọt đây à? Không, đấy là nước 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 nóng với lại nước đá. Ngân đi theo anh luôn đi. Đưa cái túi đây. Không, còn túi nào đâu, cái này để mang đi, mình đi tí mình uống. Cái này nước nóng đá không xách đi hả? Nước đá, tí nước khác uống, mình đi vào rừng kìa. Bảo anh Quyết đi, bảo anh Quyết là giữ lại cái túi đồ của mình, túi màu đỏ. Anh ơi đưa cái túi đỏ cho em. Ủa cái này là cái gì hả? Cái đấy để phản chiếu chụp ảnh, cầm đi. Dạ, đây là vườn quốc gia Xuân Thủy nha bà con cô bác. Có gì thì em mời mọi người về quê em một lần. Quê em là cạnh biển luôn cô chú anh chị, sát với biển cũng giống như là các tỉnh thành phố khác giống như là Nha Trang, Khánh Hòa. Dạ. Mà ở đây á, thì nó có một đặc điểm là nó là cửa sông Hồng cô chú anh chị. Cửa sông Hồng nên là nước nó không có được trong. Dạ, nước nó không được có trong xanh như là các cái biển khác. Đây là em zoom cho mọi người coi phía xa xa là cái cột hải đăng đó cô chú anh chị. Dạ, đây là cột hải đăng, nó nằm trên một cái cồn khác cô chú anh chị ạ. Ở đây có rất là nhiều cồn vành, cồn lu, rất là nhiều cồn luôn. Dạ. Chết rồi bà Ngân ơi. Bà Ngân. Mày kêu bà Ngân tắt cái mic đi vì ở đây chắc đấy dính nhạc. Dạ. Ừ, sao mà trụng dữ thằng nhá. Trụng nhỏ quá. Dạ cô chú anh chị, bây giờ thì các anh chị em đang dựng lều mà dựng cái gì á? Dựng nó không ra, bây giờ cho mọi người coi này ạ. À. Ui, cái này giống đốt lửa trại chứ không giống cái ấy nha. Dạ, ở đây thì mọi người đi đông rất là nhiều này cô chú anh chị. Dạ đó, mọi người biết tại sao ở đây không có chòi gì không cô chú anh chị? Vì nó rất là nguyên sinh. Không... Đánh dấu chủ quyền. Nhiều người đánh dấu chủ quyền. Em mà cười quá bà con cô bác ơi. Nấm Bi nó kêu dựng chòi. Bây giờ đã là 11, 12 giờ trưa rồi, dựng chòi xong cái đi vô ăn. Xong cái này ta đến ta ngồi. Kệ, mình làm đi rồi cho chung trẻ là em. Chơi cho nó vui thôi. Ừ, dựng đi rồi mình đừng đi bắt cua, bắt ốc nữa. Chứ không phải chơi không đâu. Cùng Quyết sân dân xây dựng thể hiện đi này. Ha 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 ha.
này cho không dám nhận. Tròi này nhỏ rút được 4 đứa không trời? Rút gì? Cái này rút được 4. Rút được 4 cái mặt vô chứ rút gì? Không nha, ý em là vậy nè. Bây giờ nè. Em có cái dây này nè, dây thừng nè. Thì tí nữa cái khăn đó chùm lên trên để buộc 4 cái đầu lại, đúng rồi. Này thành 4. Đó, rồi chui vô. Trời ơi, tào lao gì đấy không? Này này thấy nấm chỉ có một cái hình mẫu nhà tròi bên kia đây. Đấy. Thằng thật thì làm đúng theo bên đấy chứ còn gì nữa mà các bác thấy cái tròi bên kia không? Cũng ngồi được hai mạng nhé bộ. Ngồi hai mạng. Này đảm bảo ngồi được 4 mạng. Tào lao. Được chứ anh chắc chưa? Anh mở ra đi để em phủ nó lên cho nó đúng rồi. Đây, đúng trở về tuổi thơ và con của bác ngày xưa toàn chơi xây nhà tròi thế này không? Đấy, ui ôi, tha thứ, 4 đứa ngồi được thôi. Ngồi được 4 đứa rồi. Cái này... Tuấn Thanh đâu rồi? Ngồi được 4 người đấy. Đùa. Nó ngồi đi ỉa ba. Đi, 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 đi ra đây. Cả đoàn đi ra đây. Ngân có cái cuộc bột tóc không? Cột cái 4 cái đầu cái khăn vô. Rồi. Rồi đấy, ôi cái trò này còn to hơn đứt đâu. Nấm bi vẫn còn đang ốm của chú anh chị ạ. Dạ. Ở đây nó rất là nguyên nguyên sinh bởi vì cứ chiều là nước nó dâng lên, sáng là nước nó rút xuống. Nguyên nguyên sơ, hoang sơ, dạ. Nên là mọi người á, ai mà muốn đến để thử những cái cảm giác như thế này thì nên đến những cái nơi mà vườn quốc gia như thế này nha cô chú anh chị. Nếu mà mình có đủ sức khỏe thì mình hãy đến nha cô chú anh chị ơi, chứ yếu yếu như bà Ngân là chắc lần sau em không dẫn nữa đâu cô chú anh chị ạ. Đi một lần cho biết. Vậy mà đòi đi đi trekking núi rừng là chết rồi, dở rồi. Chủ quyền à, đánh dấu chủ quyền à? Trời đất ơi. Dựng cái gì vậy Phùng Quyết? Đây cái này nữa, miếng ngồi nè. Miếng ngồi nè. Này còn mời khách tới nhà chơi được nữa. Mời ai cũng cần đây chú nè. Mời chú qua ngồi cho nó đỡ nắng. Là đỡ nắng dữ chưa? Tào ơi. Trời chúng ta ngồi chung. Trời đẹp ghê. Dạ, này bà con cô bác ơi, đây. Mọi người thấy không ạ? Mọi người đang đi nhặt con ngao á, con nghêu á cô chú anh chị. Ở đây rất là nhiều luôn, chỉ cần mọi người cho tay xuống thôi là mọi người sẽ bắt được rất là nhiều ngao nghêu. Đây những cái con ngao nghêu này cô chú anh chị. Đó, đây. Đó. Rất là nhiều luôn cô chú anh chị ạ. Nè đó, bạn ấy đang tìm ngao đó. Ai cũng đi tìm ngao nghêu của chú anh chị ạ. Đó. Đây. Trẻ con, người lớn, em bé đều đi tìm ngao với nghêu. Rất nhiều luôn. Dạ. Yeah. Rồi, picnic thôi. Mở ra đồ ăn thôi. Thấy ngon chưa? Ngon, ngon, ngon. Trời ơi sao bóc gì vậy? Tí lấy cái gì túi mà đựng? Đầy túi, cái này buộc cái này sao mà ta lấy? Trời ơi, quá trời rồi.
nhất ở đây gì nữa. Cái trò này là tấu hài nhất này cô chú anh chị. Đây. Bắt được con ngao rồi. Không. Đây, đây Phùng Quyết cho mọi người coi này. Có nghĩa là mọi người chỉ cần xuống thôi là mọi người sẽ bắt được những chú ngao như thế này nhá cả nhà nhá. Ở đây là vùng này là trồng ngao nghêu rất là nhiều. À nuôi chứ. Nuôi nuôi rồi cái này là tự nhiên nha cô chú anh chị. Dạ, đây bà con cô bác buổi trưa của mấy chị em đi ạ. Đây ăn sống luôn đi này. Chuối ạ. Cái này phải nhóm được đống lửa nữa, nướng nướng ngao luôn là hết sảy. Dạ, người ta chính kia người ta nướng nhỉ. Dạ. Đi trong rừng mọi người thấy không ạ? Khói nó đang bốc lên nghi ngút, đây là người ta đang nướng con gà đó cả nhà. Đang ăn quýt quay cho nấm nó đi bắt ngao về mình luộc mình nướng ngao. Dạ không ạ. Thôi ạ, quay đến đây thôi. Sao vậy? Còn tí nữa còn đi ăn cơm trưa nữa cơ. Dạ, bây giờ thì xin mời Nguyễn Thị Ngân với lại mọi người cùng ra bắt nghêu. Dạ. Ngồi vô cái chòi mình làm nhanh lên. À, bà con cô bác thân mến thì trời 12 giờ trưa thì nó nắng thiệt, tại đi 10 giờ mới đi. 12 giờ giờ mới đến. Quá trời Ngân ăn rồi lúc nào cũng ăn. Dạ, thì bây giờ thì cho Nguyễn Thị Ngân đi bắt nghêu với lại bắt tôm cua cá cô chú anh chị rồi mình sẽ đi ăn trưa nha. Một chút nữa thì gặp mọi người tại bữa ăn trưa. Bye bye mọi người. Rồi, dạ bà con cô bác đây. Bây giờ là vừa đi bắt vạng về xong. Đang đi được nữa. Đi ngược cũng đi, được. Đang đi được nữa. Dạ, giới thiệu lại với bà con cô bác đây là bạn Thanh. Không. Thanh. Thanh đây. Thân thiện. Ở quên Thanh thân thiện. Ờ anh dạ, là đây là chị đây, Ngân. Lúc em là dạ, bà con cô bác. Đây là Phùng Quyết ạ. À. Dạ, đây là nấm bi cả nhà. Quay rồi. Đây quay cho. Bạn đâu rồi? Bạn đang nhóm. Đây là nấm bi này, cắt cái đoạn chóng mặt vừa nãy đi. Nhiều bạn mọi người luộc chưa hả? Dạ. Bây giờ thì nấm bi đang ở trên du thuyền của chú anh chị. Dạ, du thuyền. Không, đây mát đúng không? Mát là mát luôn. Hình như rất mát á. Mát. Thứ nhất là nhiều khi có nhiều người không thích nhưng nấm bi rất thích luôn. Cả nhà vừa nãy không muốn về luôn, chỉ muốn ngồi cào vạng thôi. Sao không biết cái tính của mình sao từ xưa đến giờ đều thích như vậy, bố mẹ cũng vậy. Cho ra đây là đi bắt hồ còng còng các thứ. Đam mê cũng thẳng lắm. Không bao giờ mà từ chối mấy cái công việc nặng nhọc bao giờ hết cả nhà. Thì bây giờ thấy quê hương mình phát triển như thế này rất là vui này. Đấy, đây là món ăn quen thuộc này cô chú anh chị thấy không? Đặc sản của Giao Thủy Nam Định này. Đấy, là nem mẹ này nấm hay là đây cô chú anh chị. Đấy, rồi đây là mực này rất là tươi nhá, bắt tại biển luôn. Đây là sò ạ. Đây là con sò huyết á mọi người. Con sò cả nhà. Đây món canh không thể thiếu này. Đây là canh mướp. Miếng cà pháo là ngon rồi. Thèm cà pháo quá. Tối ăn bảo vệ làm cà pháo nha. Tối về làm cà pháo sủi sủi. Đây. Đây là cá vược của chú anh chị. Cá vược này loại này là chỉ có miền biển mới có cá vược. Cá vược, vược. Vừa ước vước nặng vược, cá vược. Đây, đây. Bạn vừa bắt đây. Bạn vừa bắt đây cô chú anh chị. Dạ, rất là to và ngon. Con nghêu đấy, ở quê em thì gọi là con vạng ở nhà. Dạ, đó. Rồi rau muống xào này cô chú anh chị ơi. Ăn uống ở đây rất là sạch sẽ cô chú anh thấy không ạ? Đấy. Rồi đồ chấm này kia. Dạ. Người rất ui nóng lắm, nóng, nóng, nóng. Đó. Thì cái tour này là bao nhiêu tiền hả Quyết? Chưa biết luôn. Taxi ra đây là hết 220 tại vì đi hơn 10 cây của chú anh chị. Bình thường thì mình chạy xe máy cũng được. Tuy nhiên là nấm đang ốm hay là bố chồng mà không muốn đi xem cho đi xe máy, bắt phải là đi taxi. Dạ. Bữa ăn còn ăn tiền thuyền này nọ. Dạ. Chưa thanh toán đúng không? Chưa thanh toán nên chưa biết bao nhiêu, nhưng mà nấm đi nghĩ cũng rẻ thôi, không mắc đâu. Dạ. Đó. Thì bữa trưa hôm nay là mình sẽ ăn xong. Thì mình thích ở lại cũng được, tại vì cậu của nấm là ở đây đối diện trò đối diện đây. Dạ. Cậu còn nấm nào mà đỡ đó cả nhà, nhà đó có cái thuyền đó, có thuyền là thuyền máy cả nhà, thuyền chèo, nhà thuyền đó, nên là thôi thì về quê á. Nên là muốn mọi người trải nghiệm cái du lịch ở quê với lại ủng hộ cho quê mình luôn. Chứ còn thật ra nhà nấm với lại nhà cậu nấm ở ngay bên này luôn. Dạ. Nhưng thì thích thì ở lại chiều thì cậu đón cũng được, nhưng mà thôi thì ăn rồi về chiều cho Ngân đi nhà thờ Đổ Hải Hậu chơi. Dạ, chơi thôi chứ cũng anh không phải qua đặt đấy. Nấm thấy là đi đến đâu cũng vậy thôi, cũng chỉ có chụp ảnh ăn uống tham quan mà hết, chứ bảo có cái gì mới lạ thì không có đâu cô chú anh chị. Mình để đồ. Dạ. Thì bây giờ mời mọi người, mời Thanh ăn đi. Mời tất cả mọi người nha. Dạ, mời bà con cô bác này. Dạ, đó. Mình
bánh crepe. Mời ra là chị ngon. Mời mọi người. Mời mọi người. Ngân ăn đi. Đâu ăn vặn. Thôi ăn ăn đi, anh ăn vặn nấm bi với cả Ngân. À đây đây từ từ. Thôi quay cho Ngân ăn 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 vặn. Để quay cho ăn đi. Đây là ăn vặn nấm bi với cả chị Ngân. Dạ, con nghêu vừa bắt đi cô chú anh chị, rất là tươi ngon. Đây là loại loại vật mà này gọi là cái gì? Hải sản à. Hải sản sạch nhất, tại vì nghêu không nuôi được bằng cám bằng gì hết cô chú anh chị. Nó chỉ ăn cát, vi sinh vật trong cát thôi nên là ăn rất là ngon. Đấy. Trời ơi, ngọt lịm mà. Tươi ngon ngọt. Rất sạch. Nước nách anh ơi. Ngon ha. Ngon lắm luôn á, ngọt lít này. Này nó tươi. Này bắt bắt trực tiếp á. Rất ngon luôn. Ngon quá trời ngon. Đây là cơm quê là không bao giờ thiếu canh hết đó cô chú anh chị. Dạ, bây giờ ăn thử miếng mực. Con đi vào đây, em đi vào. Dạ, đó. Mực đánh tươi không? Mực này là phải chấm mắm cơm á, nhưng mà đây không có mực chấm mắm tỏi nha cô chú. Đây mát thật. Đây. Ăn được ăn được. Ở đây này Hà Nội ở ngoài Bắc là thích ạ. Thời tiết này rất là ủng hộ chị em nấm Minh Ngân. Ra là mát mẻ. Trước ra ngồi. Lúc rủ ra thì không ra. Cháy lầm đội. Như thế này ăn cơm đi. Cho em quay cái quang cảnh này. Đó. Mời cả nhà ăn. Đồ ăn thì rất là ngon nha cô chú. Xin mời cả nhà. Ngân thì cũng rất là thích ăn cái món này đúng không? Hay ăn chị ăn nem nấm à? Hả? Chị ăn nem nấm à? Nấm thích ăn nem. Mình đang quay một chiếc khung rất là đẹp luôn. Trời ơi, trời xanh này. Chụp nào, cười 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 cười. 1 2 3 không, thiệt đẹp, đẹp để chụp cho. 2 3. Đang ăn. Thôi để tí ăn xong đi. Dạ. Đó, đây là vườn quốc gia Xuân Thủy, nó giống như là rừng rừng tràm U Minh vậy đó cô chú chị, rất là rộng lớn luôn. Dạ, tuy nhiên ở đây nó là cửa sông Hồng, cửa biển á, nên là nó có nhiều thủy hải sản lắm cô chú anh chị ạ. Đây hai thuyền luôn. Ờ, các bạn ở dưới là full luôn cô chú anh chị nhá. Rất là đông, đây còn người muốn ngồi ở đây cũng có này. Dạ. Đó. Bà con cô bác ở đây giờ phát triển là mình cũng rất là mừng luôn cô chú anh chị ạ. Dạ. Ngày xưa thì nó hoang sơ lắm, nó còn hoang sơ hơn bây giờ nhiều. Tuy nhiên là bây giờ là bà con cô bác đã biết làm ngành nghề du lịch rồi. Đã biết phát triển rồi. Tại có rất là nhiều người. Chị Ngân kìa, nhìn cò kìa. Ở đây là tại sao người ta gọi là vườn quốc gia? Tại vì ở có nước ngọt đó anh. Bỏ đá với nước ngọt ra với ly ra. Vườn quốc gia là vì nó có rất là nhiều chim cò. Cứ một mùa đông thì nó tránh rét, rồi mùa xuân thì nó sẽ bay về á cô chú anh chị. Bởi vậy người ta mới gọi là vườn quốc gia, vì có rất là động vật, nhiều động vật quý hiếm. Nhiều động vật quý hiếm và nằm trong sách đỏ luôn cô chú anh chị nhá. Mình thấy nó rộng xa tầm mắt. Ờ, nó rất là xa tầm mắt luôn. Rộng mà đi không hết. Ngân bảo có vậy thôi hả? Em bảo không. Tại vì Ngân không phải là nhà thám hiểm, cũng không phải là nhà nghiên cứu sinh vật học á, nên Ngân cảm thấy không thích thú với những cái này. Em hoạt gắng. Ừ đúng rồi. Tất cả, tại vì vườn quốc gia nên là tất cả các nghiên cứu sinh á, người ta sẽ ra đây rất là nhiều để nghiên cứu về các loại động vật, cũng như các loại cò này kia các kiểu, là tại sao nó lại di chuyển về đây hay có cái gì đó. Đấy, thì mọi năm là các nghiên cứu sinh về đây nhiều lắm cô chú anh chị ạ. Dạ. Yeah. Thật đúng không? Đúng rồi. Và ngày xưa nhá là còn được mang cò về chị ạ. Bây giờ là không được bắt bất cứ một con gì. Đến cái trạm vừa nãy á, cái chỗ mình dừng chân á, là sẽ có kiểm lâm. Nếu anh không còn không được mang củi khô về luôn. Đấy, không được mang bất cứ cái gì từ vườn quốc gia về. Đấy. Đâu? Em sống ở đây 20 mấy năm trời em chưa được đi vườn quốc gia lần nào, lần đầu tiên chị Ngân ra em đi cùng. Thì đó, cũng muốn mọi người biết hiểu thêm, coi như là một trải nghiệm. Chứ xưa giờ Ngân cũng đã được bắt nghêu bao giờ chưa? Bắt nghêu thì bắt nghêu rồi. Tại vì miền Nam cũng có bắt nghêu mà. Nhưng mà như đi như này thì chưa đúng không? Vì như này là ai cũng đồng lòng đi bắt nghêu. Mà nghêu rất là to, rất là ngon. Mà cái là mình bắt bao nhiêu là mình mang về là của mình. Đúng hoặc rồi. Đâu, để đâu. Cái này phải sò lông không? Sò lông nó sò to huyết đấy chị. Sò huyết đấy. Sò huyết. Ở đây đang mùa nấm bi, bây giờ mà cho ở đây bắt nghêu từ sáng tới tối nấm bi cũng ở được á. Ừ. Đâu mà trời ơi, bà con cô bác bắt được rất là nhiều luôn nhá. Đây cho bà con cô bác nhìn này. Bắt có một cái clip của Ngân thôi mà bắt được bằng này.
đấy là còn mới bắt có xíu á. Ờ, mới bắt có xíu á. Cái lúc mà chị về á, trời ơi em cào đâu là có con to đến đấy luôn đây này. Túi của em là toàn con to thôi, Ngân nhìn này. Hôm nay còn đánh nhau rồi để tranh ngư nhau. Đấy, toàn con to thôi, hết con nhỏ rồi. À. Có nhiều nhà ta cào quá trời. Yeah. Ngon quá. Rất là ngon luôn. Dù đi đến đây là một ngày thôi là thấy đen rồi đó cô chú anh chị, nhưng mà vẫn vui. Dạ. Yeah. Đấy, Ngân ăn rất là ngon, ăn từ sáng tới tối. Ăn xong rồi buồn ngủ, bà sao là ra đây mà sao buồn ngủ thế không biết. Ăn xong ngủ, vậy cái gì cứ thích như vậy thì chả buồn ngủ. Dạ. Yeah. Đúng là trời đợt này trời hơn to ra, quá tuyệt vời. Ha. Không quá nắng mà cũng không quá lạnh. Đúng rồi, trời mát như thời tiết Đà Lạt đó cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Thôi thì bây giờ Nấm Bi cùng với lại mọi người sẽ ăn rồi di chuyển về nhà để nghỉ ngơi, tạm biệt cô chú anh chị. Mọi người mà muốn tham gia cái tour du lịch trải nghiệm này mọi người hãy đến vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cô chú anh chị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi clip của Nấm Bi. Tạm biệt mọi người. Thanh ơi.